Luật đất đai năm 2024 quy định nhiều trường hợp bị thu hồi đất, trong đó có trường hợp tổ chức cá nhân cố tình không nộp tiền sử dụng đất. Cũng theo quy định, chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp ít nhất 50% tiền sử dụng đất theo thông báo. Theo Điều 81 Luật Đất đai năm 2024, các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai gồm sử dụng đất không đúng mục đích đã được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm. Điều 18 Nghị định số 126 của Chính phủ quy định thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài được quy định cụ thể. Với tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Ngoài thời hạn nộp tiền sử dụng đất, việc thu hồi đất chỉ được thực hiện khi quá thời hạn. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng tổ chức cá nhân cố tình không thực hiện. Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện các dự án công nghiệp. Dù đã quá thời hạn, nhưng còn một số hộ dân bị ảnh hưởng dự án khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1 và khu tái định cư Mái Dầm ở huyện Châu Thành chưa bàn giao mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ, huyện huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Lãnh đạo huyện đến từng nhà, gặp gỡ vận động, xem xét, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hộ anh Phạm Quốc Phú ở thị trấn Mái Dầm có hơn 100m² đất nông nghiệp bị ảnh hưởng dự án khu tái định cư Mái Dầm. Do xây nhà trên đất nông nghiệp, bị chính quyền địa phương lập biên bản nên anh không đủ điều kiện nhận tái định cư. Tuy nhiên, anh yêu cầu được xét một nền tái định cư vì không còn nhà ở. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của anh Phú, Bí thư huyện ủy Châu Thành, trưởng ban chỉ đạo công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện, chỉ đạo các phòng chuyên môn tra soát các quy định đảm bảo tất cả các quyền lợi, phân công hội đoàn thể hỗ trợ vốn vay để anh ổn định cuộc sống sau khi giao đất. Lãnh đạo ở xã hay là ở huyện là ở tỉnh xuống. Là ai cũng vậy, ai cũng nói chuyện hòa đồng, ai cũng vận động, cũng nói chuyện là nhỏ nhẹ với người dân hết. Có là cho em cái tái định cư đặc biệt đó, là em sẽ chấp nhận em bàn giao đất lại. Hai tuần nay, huyện Châu Thành ban hành hai quyết định cưỡng chế. Trong đó có trường hợp bà Đoàn Thị Thanh Nghĩa ở ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú bị ảnh hưởng dự án khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1. Bà Nghĩa xây nhà trọ và nhà ở trên nền đất nông nghiệp, rộng hơn 830m². Bà yêu cầu bồi thường giờ kiến trúc và bố trí một nền tái định cư. Qua các lần đối thoại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định trường hợp bà Nghĩa khó khăn về nơi ở nên chỉ đạo cấp nền tái định cư thuộc trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi được cấp một nền tái định cư, bà Nghĩa lại không thống nhất do mặt bằng. Huyện đã công khai quyết định cưỡng chế tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và nơi bà Nghĩa sinh sống. Chính sách thì đối với cái đơn vị mà giải phóng mặt bằng đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đúng theo quy định rồi. Tuy nhiên thì trong quá trình mà vận động người dân thì người dân cũng chưa có thống nhất bàn giao mặt bằng. Do đó thì huyện, chỗ trung tâm phát triển quỹ đất cũng có đề xuất về huyện để ban hành quyết định cưỡng chế. Đoàn đi tới vận động các hộ dân thì để mục đích là vận động cho hộ dân chấp hành các cái quy định của chính sách của nhà nước, của đảng và nhà nước, thì trong quá trình này thì có cái quyết định thu hồi đất. Hiện trên địa bàn huyện Châu Thành có hai dự án đã quá hạn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, gồm khu tái định cư Mái Dầm và dự án khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1. Hai dự án này có gần 1.000 hộ bị ảnh hưởng, hiện chỉ còn gần 20 hộ chưa bàn giao đất và gửi đơn khiếu nại đến thanh tra huyện. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, những trường hợp này không có cơ sở pháp lý để xem xét. Để rà soát lại các trường hợp mà không chấp hành quyết định thu hồi đất của nhà nước
thì sẽ tiến hành cưỡng chế. Tại dự án khu tái định cư thị trấn Mái Dầm thì chúng tôi cũng đã thực hiện các cái bước tham gia cùng ủy ban nhân huyện, cùng cái ban cưỡng chế là các cái bước vận động người dân trước khi mà thực hiện cưỡng chế. Những cái trường hợp này thì cũng có khiếu nại, thì trong quá trình mà được ủy ban nhân huyện giao nhiệm vụ thì thanh tra huyện cũng đã thẩm tra xác minh, có báo cáo và đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đầy đủ các cái chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó, rất cần sự đồng thuận của người dân. Với cách làm linh hoạt, trong năm tới, huyện sẽ thu hồi hơn 1.000 hectare đất, thực hiện cắt giảm trở thành trung tâm công nghiệp đô thị của tỉnh Hậu Giang.